Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 61, đến Nghĩa Trang. Đây là lần đầu tiên Tần Hoan đến tiền viện. Mới vừa đi đến cửa viện đã nhìn thấy Tần Sâm sốt ruột bước qua bước lại ở bên trong, vừa thấy Tần Hoan hắn đã chạy ngay đến. Sao lại lâu như vậy? Giọng nói tần sâm xưa nay luôn nhẹ nhàng ấm áp, nhưng hiện tại lại hơi gay gắt. Thái Hà cúi đầu nói. Cầu tiểu thư đến phía đông, tìm mãi mới thấy. Tần sâm trao mày, vốn định hỏi vì sao tần hoan lại đến đó nhưng đáng tiếc hắn cũng không dám chậm trễ vị khách quý kia. Hắn nhìn tần hoan một cái rồi xoay người đi về hướng chính đường. Mau đi theo ta. Tần hoan mới bước được một bước vào trong viện đã bị một bầu không khí áp lực đập vào mặt. Trong lòng nàng cũng căng thẳng hẳn lên. Nàng cúi đầu, nhìn đảo qua xung quanh thấy tất cả hạ nhân của hầu phủ đều nín thở câm như hến. Nàng lại ngước mắt lên nhìn lướt qua chính đường, chỉ nhìn thấy vài bóng người căng thẳng sợ hãi đứng nép vào cửa. Một trong số đó là người mà xưa nay chưa bao giờ nghiêm túc, Tần Lệ. Tần Sâm bước đi rất nhanh, có thể thấy hắn rất coi trọng vị khách quý kia. Hắn vừa bước qua bậc thềm vừa nói, "Điện hạ, để cho người chờ lâu rồi." gia muội đã đến. Điện hạ, trong lòng tần hoan hơi run sợ, nàng theo bản nâng ngước mắt lên nhìn. Mới chỉ liếc mắt một cái đã thấy yến trì, hắn mặc hoa bảo đen, rất vinh váo hung hăng ngồi nghiêm trình trên chủ vị của sảnh chính tần phù. Cả người hắn dựa vào phía sau, sắc mặt như đóng băng tất cả mọi thứ, chỉ một cái nhíu mày, một cái liếc mắt của hắn thôi cũng đủ tạo ra lực uy hiếp khủng bố. Cứ tưởng là ai đến, hóa ra lại là yến trì đám người phòng trong phòng ngoài ai ai cũng đều không dám thở mạnh nhưng trái tim căng thẳng của tần hoan hiện tại đã được buông lòng tần hoan nhìn thấy điện hà sao không hành lễ lúc tần hoan đi vào chính đường nhìn thấy yến trì nên nàng hơi sững sờ vậy mà mới chỉ giây lát thôi đã có một tiếng nói yếu ớt vang lên nàng ngước mắt lên thấy một nam tử trung niên mặc y phục lộng lẫy cao quý đứng phía trên tần lệ Mặc dù Tần Hoan không có ký ức gì thế nhưng nàng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của nam tử này. Người này chiều cao trung bình, mặc áo choàng cao cổ, dung mạo gần giống với Tần Sâm, ông ta có đôi mắt hẹp dài, cũng chính vì đôi mắt này nên tướng mạo ông ta rất gian. Dưới mắt ông ta lộ rõ quầng thâm, đồng tử cũng có màng đục, da mặt ố vàng cộng thêm hai tròng mắt không có thần, lúc đứng thì lưng không ưỡn thẳng được, lực thắt lưng yếu kém, hơi thở không vững vàng mới đến 40 tuổi mà hai bên tóc mai đã bạc gần hết. Tình trạng đó chính là thân thể của một người bị ăn mòn bởi tửu sắc, trong tần phủ ngoài tam lão gia tần an gia thì còn có thể là ai? Nhờ phúc của Yến Trì, cuối cùng nàng cũng gặp được vị tam thúc phụ này rồi. Tần Hoan bái kiến điện, cửu cô nương miễn lễ. Tần Hoan còn chưa nói xong, cơ thể nàng cũng chưa kịp khom xuống thì Yến Trì đã cắt ngang lời của nàng. Tần Hoan ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn. Cửu cô nương chữa bệnh cho thái trưởng công chúa cũng xem như là ân nhân của hầu phủ và yến thị, yến trì sao dám nhận lễ của cửu cô nương. Lời này nói ra, tần hoan đang chầm chậm đứng thẳng dậy, còn mấy người tần an lại biến sắc. Bàn nãy lúc vị duệ thân vương thế tử điện hạ này hiên ngang bước vào trong tần phủ, cả người hắn toát ra vẻ uy nghiêm ngạo mạn loài người chớ đến gần, thậm chí lúc nhận lễ cũng bắt bọn họ phải quỳ một lúc mới được đứng dậy lúc hắn vào chờ trong nhà ngay cả một câu hỏi han cũng lười nói hắn chỉ ngồi đó lạnh lùng yên lặng như núi tuyết ngàn năm bầu không khí giống như bị một tấm lưới lớn nặng ngàn cân bao phủ khiến cho bọn họ lo sợ đến cực điểm sao đến lượt tần hoan này hắn đã thay đổi rồi thế tử nói quá lời tần hoan không dám nhận tần hoan cúi đầu trong lòng hơi hồi hộp lời này của yến trì chính là muốn giúp nàng có chỗ đứng trong tần phủ Thái trưởng công chúa uống thuốc của ngươi xong giờ đã tỉnh lại rồi, hôm qua chỉ tỉnh lại một lúc xong lại ngủ, còn hôm nay đã có thể nói chuyện. Người vừa tỉnh đã gọi tên ngươi, không còn cách nào khác nên ta phải đến đón ngươi." Giọng nói yến chỉ hơi dịu dàng, thậm chí còn có cảm giác bất đắc dĩ mà những người thân cận mới có. Tần An nhìn thoáng qua Tần Sâm, khóe mắt Tần Sâm co giật. Tần Hoan lại không nhìn thấy mấy người đó đôi mắt nàng sáng trưng ngừng đầu lên nhìn yến trì thái trưởng công chúa có thể nói chuyện rồi yến trì cong môi nở nụ cười chân thành khuôn mặt như tạc tượng của hắn vì nụ cười này mà rực sáng lên cả người ấm áp như tắm gió xuân phải hiện tại người đang chờ ngươi đó giọng điệu của hắn càng trở nên thân thiết quen thuộc cộng thêm ý cười trên mặt khiến mọi người đều cảm thấy hắn đối xử với tần hoan rất thiên vị khóe môi tần an co giật ánh mắt ông cũng trở nên trịnh trọng khi quan sát người chất nữ này tần hoan cảm thấy giọng nói của yến trì có hơi kỳ quái thế nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều nàng đã về phủ được hai ngày rồi nếu như thái trưởng công chúa có thể nói chuyện thì đó là chuyển biến tốt nàng cảm thấy vui vẻ từ tận trong tâm kham nàng đã cứu được một người rồi yến trì đứng dậy xe ngựa bên ngoài đã chuẩn bị xong rồi người đi theo ta nếu như bệnh tình đã chuyển biến tốt thì cũng phải đổi đơn thuốc, nàng cũng nên đến hầu phủ một chuyến." Tần Hoan gật đầu, đang định quay người đi thì bỗng nhiên Tần An lên tiếng. "Chờ một chút, hả?" Ý cười trên mặt Yến Chỉ lập tức tiêu tán, ánh mắt hắn mang đầy sát khí liếc về phía Tần An. Tần An chưa bao giờ gặp người nào có thể lật mặt nhanh như vậy, trong lòng chợt hồi hộp. "Điện, Điện hạ, nếu muốn đến thăm Thái trưởng công chúa, dù dù sao cũng phải chuẩn bị lễ vật mới được. Xin xin điện hạ chờ một chút, tại hạ lập tức đi phân phó. Không cần. Yến chỉ ngắt lời Tần An không chút lưu tình, chỉ cần cử cô nương đến cũng đủ làm thái trưởng công chúa rất vui lòng rồi, huống hồ những món tần phủ có thể mang đến thì hầu phủ cũng không hề thiếu. Nói xong Yến chỉ dứt khoát bước nhanh ra ngoài. Tần Hoan liếc mắt một cái về phía Tần Sâm, Tần Sâm gật đầu đáp lại. Tần Hoan nhún người hành lễ, rồi sau đó đuổi theo sau yến trì. Hai người bọn họ đi xong rồi, Tần An sững sờ một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Đây là có chuyện gì? Cửu chất nữ sao có thể biết y thuật? Việc này tại sao một tiếng gió thôi ta cũng không biết? Nói xong, Tần An giận tím mặt, nhìn qua Tần Sâm. Tần Sâm cúi đầu, trên mặt cũng lạnh lùng. Phụ thân vào nội viện cũng không đi đến chỗ mẫu thân, nên đương nhiên không biết đi ra đến cửa phủ tần hoan mới nhớ đến chuyện của lưu xuân nhìn bóng lưng yến trì nàng vẫn cảm thấy buồn bực giác quan của yến trì rất nhảy hắn gần như ngay lập tức quay đầu lại làm sao thế việc đã đến mức này thì tần hoan câu hắn giận cũng vô dụng nàng hít thở sâu ổn định lại tâm tình không có gì điền hạ đến thật đúng lúc nàng chỉ tự trào phúng mình thôi không ngờ ánh mắt yến trì đột nhiên trở nên sắc bén quét về phía phục linh Vừa rồi vì sao chậm chế lâu như vậy? Tiểu thư nhà ngươi đang làm gì? Từ lần đầu tiên Phục Linh đứng từ xa nhìn thấy Yến Chỉ đến nay, cứ thấy hắn là nàng sợ hãi, bây giờ đột nhiên bị hỏi đến nên nàng sợ đến mức cứng đờ cả người. Ban, ban nãy tiểu thư đang nhìn, nhìn bọn hại nhân làm sạch giếng nước. Lời này đương nhiên là nói thật, Tần Hoan còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì Phục Linh đã báo cáo xong. Tần Hoan Châu mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến trắng bệch của Phục Linh, rốt cuộc ai mới là chủ tử của nàng ta? "Chỉ đơn giản như vậy?" Yến Chỉ lại hỏi, Phục Linh cố hết sức tránh né ánh mắt của hắn, nàng cúi đầu càng ngày càng thấp. "Chỉ, chỉ có như vậy." Tần Hoan chẳng biết phải nói gì, cũng may Phục Linh còn chưa nói hết. "Thế tử hỏi chuyện này để làm gì?" Yến Chỉ cong môi, ta còn tưởng rằng ta đến quý phủ đã cản trở đại sự của cửu cô nương trong lòng tần hoan gần như khẳng định tên này là đang cố ý nàng âm thầm cười lạnh rồi đi thẳng về hướng xe ngựa đương nhiên không có gì quan trọng đến thăm thái trưởng công chúa thật ra cũng không phải tần hoan chợt dừng bước nàng xoay người lại nhìn yến trì thế tử có ý gì sắc mặt yến trì hơi nghiêm trang Hiện tại chính xác có một việc quan trọng hơn so với đến thăm thái trưởng công chúa, hầu gia và chi phủ đại nhân không tiện ra mặt nên ta mới thay mặt bọn họ đến mời người hỗ trợ. Sắc mặt Tần Hoan cũng nghiêm trang theo, đến thăm thái trưởng công chúa là chuyện nên làm, nhưng yến chỉ lấy cơ đó để lừa nàng ra khỏi cửa cũng chẳng tốt đẹp gì. Hắn nhắc đến Nhạc Quỳnh và Hoắc Hoài Tín, Tần Hoan suy nghĩ một chút, trong lòng gần như đã có đáp án vừa rồi ở trong phủ thế tử nói chỉ là lý do thấy yến trì im lặng tần hoan hơi bực mình vì sao thế tử điện hạ cho rằng ta nhất định sẽ giúp yến trì nhận ra tần hoan đang tức giận hắn bước đến gần nàng thêm một bước ngày đó ta nghe trong lời nói của ngươi liền cảm thấy ngươi có chút sùng bái với đại lý tự khanh thẩm nghị trước đây người tâm địa thiện lương cộng thêm y thuật cao minh quan trọng nhất là ta tin tưởng ngươi sẽ giúp tần hoan nhìn con mắt thâm thúy của yến trì nàng chẳng biết phải nói gì ta ta cũng chẳng phải người lương thiện gì ngươi phải yến chỉ lại tiến đến gần thêm một bước ngươi chỉ làm chuyện ngươi cho là đúng đây cũng gọi là thiện yến chỉ đã tiến đến quá gần tần hoan cảm thấy bóng dáng hắn đã hoàn toàn bao trùm lên nàng ánh mắt hắn cũng nhìn chằm chằm vào nàng ánh mắt sâu thẳm sắc bén xâm lấn đến từng hơi thở khiến cho người ta sợ hãi không hiểu sao tim tần hoan đập nhanh liên hồi nàng cố gắng đứng thẳng lưng ổn định lại hơi thở nàng kiên quyết không tỏ ra yếu thế dưới cái nhìn của hắn thế nhưng chỉ kiên trì được khoảng mấy cái chớp mắt thì tần hoan liền chịu thua nàng lạnh lùng quay người lại leo lên trên xe ngựa đến nghĩa trang hay là hầu phủ trong mắt yến chỉ tràn ngập ý cười nghĩa trang yến chỉ dừng lại một chút rồi nói ngươi không cần sợ ta đi cùng ngươi trong xe ngựa tần hoan hừ lạnh nàng ra vào nghĩa trang cũng giống như ra vào hậu viện nhà mình. Sợ ư, chẳng biết là ai mới sợ cơ. chương 62, sao lại là tần hoan? Người bị dọa sợ chính là hoắc Ninh. Sáng sớm ở trong nghĩa trang vẫn còn tối âm u không có ánh sáng, gió lạnh thổi từng cơn. Trong nhà kho nhỏ, tang phục cũ, tiền giấy, cờ dẫn hồn và những thứ linh tinh khác để trồng chất lên nhau. Hoắc Ninh dẫn theo phi tuyển và Nam Phong hồn siêu phách lạc chen chúc nhau ở cùng một chỗ. Công tử ơi, chúng ta cần phải trốn tránh thế này sao? Không nói đến mùi ở chỗ này, mà bên cạnh kia chính là chỗ đặt linh cứu của Tống Tiểu Thư, còn có phòng bên cạnh, có phải trong đó còn đặt hai cỗ thi thể vô danh chưa có ai đến nhận? Phải đó công tử, mấy thứ này, là dùng qua rồi hay chưa dùng? Da mặt hoác ninh lúc trắng lúc xanh, thế nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói. Phụ thân không cho ta quản việc này, hình như muốn giấu ta chuyện gì đó ta đương nhiên phải đến đây nhìn xem cao nhân đó là ai cũng như có bản lãnh thế nào nói xong hắn bước đến một chỗ sáng sủa hơn mấy thứ này có món đã dùng đến cũng có món chưa dùng nghĩa trang thỉnh thoảng vẫn phải thu nhận những thi thể vô danh sau khi nghiệm thi xong thì hạ táng khoan thuốc sẽ giữ lại những đồ thừa mà người ta không dùng đến để cho những thi thể vô danh này dùng phi tuyền nuốt nước bọt công tử tiểu nhân sợ hãi trong lòng Hoắc Ninh cũng rất khiếp đảm, mấy câu lèm bèm của phi tuyền lại càng khiến cho hắn thêm bất an. Hắn đá phi tuyền một cái. Sợ cũng phải nhìn lại cho ta, ngươi có phải là nam nhân hay không? Cũng không phải bảo ngươi đi giết người, sợ cái gì mà sợ. Hắn nói xong thì giọng nói cũng trở nên run rẩy bất ổn. Phi tuyền ăn một đạp nên mất đà ngã nhào về phía sau, đống cờ dẫn hồn và đồ tang ở phía sau rơi ập xuống người hắn mùi hôi thối sột vào mũi khiến hắn cảm thấy được dường như có vô số thi thể đang đè lên người mình ngay lập tức hắn gào khóc công tử cứu mạng cứu mạng hoác ninh nhào đến bịt chặt miệng phi tuyền thiếu chút nữa muốn dùng mấy bộ áo tang mà người chết đã mặc kia nhét vào miệng hắn ngậm mồm kêu la cái gì bên ngoài đã có động tính rồi chắc hẳn là có người đến phi tuyền vừa khóc vừa bỏ từ trong đống áo tang ra ngoài hắn lắng tai nghe quả nhiên bên ngoài nghĩa trang vang lên tiếng người và tiếng xe ngựa hắn cắn chặt răng không dám lên tiếng nữa vị trí của nhà kho này đúng là rất tuyệt vời dù hơi chật trội nhưng lại có một ô cửa sổ nhỏ từ ô cửa này có thể nhìn thấy cửa nghĩa trang mà ở bên trái này lại chính là linh đường đặt thi thể của tống nhu hoác ninh trốn ở trong này vừa có thể nhìn thấy được cao nhân là người nào vừa có thể im hơi lặng tiếng nghe được quá trình nghiệm thi bên cạnh hắn cứ như vậy thần không biết quỷ không hay, chỉ cần nhóm người thủ vệ Nghĩa Trang không nói thì hoác hoài tín cũng không biết hắn đã đến đây. Xuyệt, phụ thân đến rồi. Từ cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, có một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại ở cửa Nghĩa Trang. Người đánh xe chính là tên sai vặt mà Hoác Hoài Tín tin tưởng nhất, hắn vén màn xe lên, Hoác Hoài Tín và Từ Hà cùng nhau bước ra. Hoác Ninh nhíu mày. Phụ thân chỉ đơn giản là ngồi xe đến đây, ngay cả thị vệ cũng không mang theo. ồ. Hoắc Ninh tràn đầy kinh ngạc. cả An Dương hầu cũng đến đây. phía sau xe ngựa của Hoác Hoài Tín là một chiếc xe ngựa nhỏ phủ vải đen không làm người khác chú ý. người đầu tiên bước xuống từ xe ngựa đó chính là Nhạc Quỳnh. Phi Tuyền và Nam Phong chen chúc ở cửa sổ, tầm nhìn bị hạn chế. Nam Phong nói, vụ án này có liên quan đến An Dương hầu phủ cho nên An Dương hầu mới đến đây. Hoắc Ninh cũng nghĩ như vậy nhưng rất nhanh hắn lại kinh ngạc nhị công tử hầu phủ cũng đến kìa phi tuyền và nam phong liếc nhau phi tuyền nói sao không phải thế tử an dương hầu đến nhị công tử này đến đây xem náo nhiệt làm gì hoác ninh nhíu mày hắn thích mấy chuyện phong nhã nên thường xuyên qua lại kết giao bằng hữu với hầu hết văn sĩ phong nhã trong thành cẩm châu mặc dù hắn có biết nhạc thanh nhưng cũng không thân quen lắm cho nên việc nhạc thanh đến đây hắn từ chối cho ý kiến chỉ lặng lặng nghe bên ngoài nói chuyện. Được rồi, các người lui ra hết đi, hai canh giờ sau rồi quay lại đây. Hoác hoài tín lên tiếng căn dặn thủ vệ ở ngoài nghĩa trang rời đi. Hoác ninh nhíu mày, cảm giác hơi khó tin. Sao lão gia lại đuổi hết thủ vệ đi? Có lẽ là vị cao nhân kia không muốn cho người khác biết hắn đến nghiệm thi. Hoác ninh sốt ruột, hắn rất muốn biết cao nhân là ai. Chắc là sẽ đến nhanh thôi nhạc quỳnh và mấy người hoác hoài tín đều đứng ở cửa nghĩa trang chờ tất cả đều quay đầu nhìn về hướng con phố dài từ bên đó đến đây chỉ tốn khoảng hai khắc thời gian nếu như người đó đồng ý thì có lẽ sắp đến rồi hoác hoài tín thở dài trong lòng cũng hơi bất an không biết là người đó có đồng ý hay không nếu như không đồng thì thì án này hoác hoài tín cười khổ nhạc quỳnh lại nói chỉ điện hạ nói không sai đương nhiên người đó đồng ý hỗ trợ lần trước truyền của Thanh Nhi, thậm chí chúng ta cũng không biết người đó có thể nghiệm thi, vậy mà người ta lại tự mình ra mặt, cho nên chính là có tâm địa thiện lương. Sau này ta nghe người đó nói đã từng đọc qua sách của thẩm nghị, giọng nói cũng có vẻ rất chính trực đại nghĩa, cho nên ta tin người đó sẽ đến. Hoác hoài tín thở dài. Nghĩ lại thì cũng đúng là khiến cho người ta kinh ngạc, ai có thể nghĩ đến người đó là nữ. Hoác Hoài Tín đang nói thì bỗng nhiên giọng hạ thấp thanh âm cho nên Hoác Ninh không nghe được rõ ràng. Chiếu theo lời nói của Hoác Hoài Tín và Nhạc Quỳnh thì vị cao nhân này thân phận không chỉ đặc biệt mà tay nghề nghiệm thi cũng rất cao minh, tính cách cũng chính trực ngay thẳng. Mà điều khiến cho Hoác Ninh ngạc nhiên nhất chính là chuyện lần trước Nhạc Thanh chọc phải phiền phức, nhờ có vị này nên mới tra ra rõ chân tướng. Chẳng trách lúc đó tra ra chân tướng nhanh đến vậy. Mặc dù Hoác Ninh không biết cao nhân kia là ai, nhưng dựa vào những điều hắn vừa nghe được thì trong lòng đã có ý tôn kính. Cho nên mới nói người đó là viên Minh Châu bị phủ bụi trần. Người đó còn nhỏ tuổi mà đã có trình độ y thuật cao như vậy đã cực kỳ bất phàm rồi, ai mà ngờ người đó còn có thể nghiệm thi. Chỉ đáng tiếc, bao nhiêu năm nay lại che giấu không muốn cho người khác biết. Đúng là như vậy, tại hạ từng này tuổi đầu rồi cũng vẫn chưa gặp được một kỳ nhân nào như thế. Số phận người đó long đong lận đận lại không vì số khổ mà đánh mất ý chí. Tính cách người đó không chỉ lương thiện mà còn cực kỳ cứng cỏi, phu nhân ta biết được hôm nay mời người đó đến hỗ trợ thì hơi đau lòng, nếu như không phải là đến nghĩa trang thì có lẽ phu nhân ta đã tự mình đến đây rồi. Hoắc Hoài Tín cười rộ lên, "Phu nhân thương yêu người đó tại hạ cũng nhìn ra, người đó thật sự cũng đáng để phu nhân yêu thương. Ngay cả ta cũng thấy yêu mến người đó, bất luận là nhân phẩm hay dáng vẻ, tất cả đều là xuất chúng." hoác ninh nghe thấy như lọt vào trong sương mù hành nghề ngộ tác đều là nam tử cho nên theo bản năng hắn cũng nhận định vị cao nhân này là nam nhân không chỉ là nam nhân mà còn là một nam nhân tuổi tác không nhỏ ngộ tác trẻ tuổi đương nhiên chẳng có ai lợi hại cả cứ nhìn từ hà là biết thế nhưng hắn nghe bên ngoài nói chuyện sao lại còn nhắc đến cả diện mạo nam tử mặc dù trời sinh anh tuấn thì cũng là cảnh đẹp ý vui Thế nhưng vì sao An Dương Hầu Phu Nhân lại thương yêu một nam nhân lớn tuổi có diện mạo đẹp? Quá là kỳ quái rồi. Hoác Ninh càng nghĩ càng nhức đầu, ngay tại lúc hắn đang bế tắc thì bỗng nhiên nhạc thanh khẽ hô lên. Đến rồi. Hoác Ninh phân chấn hẳn lên, hắn vội vàng nhìn sang con phố dài, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy đến. Đó chỉ là một cỗ xe ngựa nhỏ phủ màn đen, trông rất tầm thường nhưng người cưỡi ngựa bên cạnh lại cực kỳ khiến người ta chú ý. Hoác Ninh tập trung nhìn kỹ, lúc này đồng tử hắn co rụt lại, khi thế trên người yến chỉ cho dù có cách xa hơn 10 trường thì cũng đủ để Hoắc Ninh liếc mắt một cái là nhận ra. Quay sang nhìn xe ngựa, Hoác Ninh nhớn mày. Rốt cuộc cao nhân này là ai, vậy mà lại để cho người có địa vị cao quý như An Dương Hầu và chi phủ phụ thân nhà mình chờ đợi rất lâu mà càng khiến cho người ta kinh ngạc chính là ngay cả Yến Trì cũng phải đích thân đi đón. Hoác Ninh hít thở thật sâu, cả người cũng có tinh thần hẳn lên. Hoác Ninh nghe thấy thì đương nhiên Phi Tuyền và Nam Phong bên cạnh cũng nghe thấy. Hai người bọn họ chen lấn ở bên cạnh nên không nhìn ra được phía ngoài. Phi Tuyền muốn nhìn, Nam Phong cũng muốn xem, hai người bọn họ cứ yên lặng chen tới chen lui, cũng không biết là ai trượt tay khiến cho cửa sổ bị mở ra. Trong nháy mắt, ba người đứng sau cửa sổ gần như hóa đá. Sắc mặt nhạc Quỳnh nghiêm trang, quát một tiếng chói tai. Ai ở trong đó? Nhạc Quỳnh và nhạc Thanh đều là người tập võ nên tai thính mắt tinh hơn người bình thường. Hiện tại mọi người đều đang yên lặng tập trung tinh thần. Cho dù tiếng động này không lớn nhưng cũng đủ để người ta giật mình. Hoác Hoài Tín cũng quay đầu lại, sắc mặt cực kỳ giận dữ. Ông đã hạ lệnh cho toàn bộ thủ vệ rút lui, sao vẫn còn có người trốn ở trong nghĩa trang người nào trốn bên trong nhạc quỳnh và hoác hoài tín còn chưa động thì nhạc thanh đã nhảy xuống bậc thềm đi về phía cửa sổ nhìn thấy nhạc thanh mạnh mẽ xe gió lao đến sắc mặt hoác ninh lúc đen lúc đỏ hắn biết là tránh không được nên dứt khoát đã phi tuyền một nhát để hắn ta mở rộng cửa sổ ra hoác ninh nhìn về hướng hoác hoài tín cười trừ phụ thân hầu ra nhạc thanh dừng khượng lại khoanh tay trước ngực cười như không cười. Hóa ra là Hoác Công Tử. Cả người Hoắc Ninh mang theo một mùi hương kỳ lạ đi từ trong nhà kho ra ngoài, đi thẳng đến trước mặt Nhạc Quỳnh và Hoác Hoài Tín. Phi Tuyền và Nam Phong cũng đi theo sau, cả hai đều mặt mày tái mét quỷ xuống ngay ở cửa. Hoác Ninh suy sụp nói. Phụ thân, chính Nhi Tử là người đề nghị phụ thân đi mời vị cao nhân kia hỗ trợ, vậy mà người không cho Nhi Tử đi theo, cho nên... Phát hiện người trốn bên trong là Hoắc Ninh, Hoắc Hoài Tín suýt nữa thì không nén được giận, trái lại Nhạc Quỳnh lại cười khoan dung. Hoắc Ninh vốn là muốn san sẻ cùng Hoắc huynh, nó đã có lòng thì cho nó xem cũng không ảnh hưởng gì, huynh quá thận trọng rồi. Nhạc Quỳnh đã cho Hoắc Hoài Tín một bậc thang, nên đương nhiên ông chỉ chừng mắt lườm Hoắc Ninh một cái. Cho dù muốn đến thì cũng nói một câu đường đường chính chính với ta, học mấy trò vô lại trốn chui trốn lủi trong đó làm gì? Suốt ngày chỉ biết gây sự. Mắng xong ông lại nghiêm mặt. Nếu đã đến đây rồi thì cũng để cho ngươi xem, nhưng người biết việc này rất ít, bất kể hôm nay thấy được cái gì cũng không được ra bên ngoài nói bậy. Phụ thân yên tâm, nhi tử hiểu rồi, đa tạ hầu ra. Hoác Ninh cực kỳ vui mừng, khom người bái một bái về phía Nhạc Quỳnh để tỏ lòng biết ơn, sau đó mới trợn mắt nhìn Phi Tuyền và Nam Phong. Hai người họ thấy thế mới vội vàng đứng dậy lùi sang bên cạnh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoác hoài tín lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó xoay người tiếp tục nhìn lên con phố dài. Nghĩa Trang nằm ở một nơi bỏ hoang ở thành Nam, chỗ này vốn đã hẻo lánh lại cộng thêm sự tồn tại của Nghĩa Trang, thế nên ngày thường trên phố này cũng rất ít người qua lại. Buổi sáng tinh mơ trên phố không một bóng người, cho nên xe ngựa đi rất nhanh đã đến được đây. Nhạc Quỳnh và Hoác Hoài Tín đều không nhịn được mà tiến lên một bước, trên mặt nhạc thanh cũng mang theo ý cười chờ mong. Ngay cả từ hà, dáng người vốn tiểu tụy của hắn giờ cũng cố đứng thẳng lên nhìn chằm chằm vào xe ngựa. Hoan ninh nhìn thấy bốn người đó như vậy nên hắn càng thêm hiếu kỳ, hắn đi theo mọi người tiến lên phía trước mấy bước. Hoác Ninh đã nhận ra Yến Trì, cộng thêm khi thêm mãnh liệt, khiến người ta không dám nhìn thẳng của hắn nên Hoác Ninh chỉ dán mắt vào trên xe ngựa. Người đánh xe là Bạch Phong, hoắc ninh nhớ mang máng đã gặp hắn ở đâu rồi nhưng hiện tại lại không nghĩ ra rất nhanh sau đó yến trì ghìm cương ngựa lại xe ngựa nhỏ cũng dừng lại trước cửa nghĩa trang hoắc ninh mở to mắt ra nhìn thì vệ tuấn lãng mặc áo trắng xuống xe sau đó lui sang bên cạnh yến chỉ đích thân xuống ngựa xốc màn xe lên hoắc ninh cảm thấy tình huống này rất kỳ quái hắn còn đang mải suy nghĩ nguyên man thì ở phía sau màn xe một bộ váy dài màu xanh thiên thanh đã chiếu thẳng vào trong tầm mắt hắn. gió đầu thu xào sạc, bộ váy áo này giống như một dòng suối thanh mát chảy đến rửa trôi hết sự u ám hẻo lánh trước cửa nghĩa trang. sương mù âm u buổi sáng đã tan đi, cả bầu trời đều trở nên trong xanh. đồng tử hoắc ninh dần phóng đạ ẩm vị cao nhân này vậy mà lại là nữ tử. huyết dịch toàn thân hoắc ninh sôi trào, đáy lòng cũng tràn ngập kinh động và bàng hoàng. Thế nhưng sau khi màn xe được vén hết lên thì trong nháy mắt huyết dịch sôi trào của hắn lập tức đông cứng lại, hắn hoàn toàn hóa đá, đầu óc cũng trở nên rỗng tuếch. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp quen thuộc bên trong bức màn che kia, thậm chí còn nghi ngờ bản thân mình đang nằm mơ. Làm sao có thể, làm sao có thể là Tần Hoan chứ? chương 63, nghiệm thi không đầu. Tần Hoan bước xuống xe ngựa, nàng thấy Yến Trì giúp nàng vén màn che lên nên trong lòng hơi đồng. Nàng thản nhiên bước xuống xe ngựa, nhún người hành lễ với Nhạc Quỳnh và Hoắc Hoài Tín. Bái kiến hầu gia, bái kiến tri phủ đại nhân. Hoắc Hoài Tín vội vàng đi từ trên bậc thềm xuống, trên mặt cực kỳ ấm áp nói: "Mau đứng lên, mau đứng lên, cửu cô nương có thể đến đây thật sự Hoắc Mỗ vô cùng cảm kích, sao còn dám nhận lễ của cô nương?" Cửu cô nương yên tâm, Việc này chỉ mấy người chúng ta biết thôi, người ngoài nhất định không biết, đợi đến khi nào xong việc rồi sẽ trực tiếp cử cô nương đến hầu phủ thăm thái trưởng công chúa, tuyệt đối không để lộ tin tức." Tần Hoan gật đầu, nhìn lướt qua bên trên, nàng nhìn thấy Hoắc Ninh thì cũng hơi ngạc nhiên, sau đó nghĩ đến thân phận của Hoắc Ninh thì nàng cũng hiểu được vì sao hắn lại ở đây. Tần Hoan nghiêm mặt nói, "Tất cả dụng cụ đã chuẩn bị xong chưa?" Từ Hà tươi cười tiến lên cung kính nói, đã chuẩn bị xong rồi. Cửu cô nương yên tâm, chiếu theo yêu cầu của cửu cô nương lần trước ở hầu phủ, tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi. Vừa nói từ hà vừa vỗ vỗ cái hòm lớn bên cạnh mình. Tần hoan gật đầu, đang định bước lên bậc thềm thì Hoắc ninh đang đứng hoa đá ở bên cạnh bỗng nhiên tiến lên nói. Chờ một chút. Tần hoan trao mày dừng chân lại, yến trì và nhạc quỳnh cũng nhướn mày, nụ cười trên mặt Hoắc hoài tín hoàn toàn đông cứng ông cực kỳ xấu hổ nhìn hoác ninh rồi giận dữ mắng ngươi định làm gì mặt mày hoác ninh trắng bệch hai tay siết chặt năm đấm dáng vẻ giống như vừa bị ai đó chọc cho tức giận vì sao là nàng ta sao có thể là nàng chứ cao nhân mà phụ thân nói chính là nàng ta sao hoác ninh vừa kinh ngạc vừa tức giận người đến là nữ tử đã làm cho hắn không thể tin được nhưng cao nhân lại là nữ tử càng khiến cho hắn háo hức mong chờ hắn không phải là một người coi thường nữ tử, nếu thật sự có một vị nữ cao nhân như vậy thì hắn sẽ rất phân chấn và kích động, mà may mắn được nhìn thấy một vị kỳ nữ như vậy thì hắn cũng cực kỳ vinh hạnh. Thế nhưng, người đến là ai cũng được, chứ đừng là Tần Hoan. Trước kia hắn đã biết Tần Hoan là dạng người gì, thậm chí hắn còn ý lại sự hâm mộ của Tần Hoan dành cho hắn nên từ trong đáy lòng hắn đã cực kỳ khinh nguyệt và coi thường nàng nhưng từ lúc gặp lại nàng ở hầu phủ một người luôn nhát gan hèn yếu không lên nổi mặt bàn kia lại thay đổi hoàn toàn nàng không chỉ chế nhạo hắn nhiều lần mà lại còn không hề đặt hắn ở trong mắt hắn vừa tủi nhục vừa phẫn nộ hắn đã cố gắng hết sức để cho nàng nhìn thấy thành tích của hắn trong vụ án này thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến cao nhân mà hắn chờ đợi đã lâu thậm chí cao nhân đó có thể quyết định vụ án này có thể thuận lợi phá được hay không thật ra lại chính là tần hoan không được, không thể nào. Nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhi mồ côi không có tiếng nói gì trong tần phủ. Dựa vào cái gì nàng lại khiến cho phụ thân nhà mình và An Dương hầu hạ thấp thái độ. Nàng dựa vào cái gì là kỳ nữ trong miệng phụ thân nhà mình và An Dương Hồng. Nàng dựa vào cái gì khiến cho duệ thân vương thế tử điện hạ đích thân đi đón. Dựa vào cái gì khiến cho hắn hả hê tự đắc xong rồi mới phát hiện hóa ra nàng mới chính là một người ngoài tầm với của hắn. Càn quấy, không đường vô lễ với cửu cô nương. Hoác hoài tín tức đỏ mặt. Chẳng phải ngươi đòi phá án này bằng được sao? Cửu cô nương chính là cao nhân mà lần trước giúp nhị công tử rửa sạch oan khuất. Bây giờ cửu cô nương chịu đến giúp chúng ta đó là đại nghĩa của cửu cô nương. Ngươi đừng có làm loạn ở đây, cút ra ngoài đi. Biết thế ta không cho phép ngươi ở đây nữa. Nói xong hoác hoài tín ngay lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười nhìn tần hoan, giọng điệu đầy áy náy cửu cô nương đừng để ý đến hắn, hắn quen làm loạn rồi, xưa nay cực kỳ không biết giữ phép tắc. Nhạc Quỳnh hơi kinh ngạc nhìn Hoắc Ninh, mắt nhìn người của ông rất tinh tường nên đương nhiên nhận ra Hoắc Ninh là bị chiều hư, nhưng không ngờ là lại hư đến mức độ này. Ông nghĩ nghĩ một lúc bỗng nhiên nhớ đến mấy lời đồn mà Giang Thị đã từng nhắc đến. Nhạc Quỳnh không rõ chân tướng lắm, nhưng Yến Trì và Nhạc Thanh bên cạnh thậm chí ngay cả Từ Hà cũng quá rõ ràng suy nghĩ của Hoắc Ninh rồi. Nhạc Thanh tiến lên một bước, tiếp tục cười nhạo. Hoắc công tử làm sao vậy? Sao lại không thể là cửu cô nương? Cửu cô nương y thuật cao minh, ngay cả bệnh của tổ mẫu ta cũng là cửu cô nương chữa khỏi. Lần trước cửu cô nương nhiễm thi do chi phủ đại nhân tận mắt nhìn thấy, vụ án lần này lại lớn như vậy, chẳng lẽ phụ thân ta và chi phủ đại nhân lại có thể làm mưa sao? Giọng điệu nhạc thanh rất không vui, Hoắc Hoài Tín lại càng không nhịn được. Nhị công tử nói có lý. Dáng vẻ nhạc thanh bao che cho tần hoan này khiến Yến chỉ khẽ nhíu mày. Hắn nhìn lướt qua Hoắc Hoài Tín rồi lạnh lùng nói. Không còn sớm nữa, chỉ phủ đại nhân đừng chậm trễ. Nếu còn chỉ hoãn nữa chỉ sợ nghĩa trang không còn sạch sẽ. Yến chỉ lãnh đạm nói một câu. Mặc dù hắn không tức giận thế nhưng trong giọng nói mang theo cảm giác áp bức. Ngay lập tức mồ hôi trên trán Hoắc Hoài Tín rơi xuống như mưa phụ tử nhạc quỳnh không vui cũng không sao nhưng nếu chọc đến vị thế tử ma vương này thì mới thực sự khiến cho người ta sợ hãi hoác hoài tín gật đầu lia lịa ánh mắt sắc như dao quét qua hoác ninh một cái rồi mới giơ tay lên mời tần hoan cửu cô nương chúng ta vào trong thôi cứ mặc kệ hắn là được bên trong đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi hoác ninh vẫn đứng hoa đá tại chỗ hắn biết rõ dáng vẻ của bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn thế những vẫn không kìm chế được mà thể hiện ra bên ngoài. Một khi hắn nói câu này ra thì cũng tự hiểu bản thân mình đã hoàn toàn bị đánh bại rồi. Từ đầu đến cuối tần hoan chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, thậm chí nàng cũng không cần phải nói một câu nào. Phụ thân đột nhiên mắng chửi mình cùng ánh mắt của những người còn lại đã khiến cho hắn hoàn toàn rơi xuống địa ngục rồi. Tần Hoan gật đầu, không hề bị ảnh hưởng bởi mấy câu chất vấn của Hoắc Ninh. Nàng khẽ nhấc váy rồi chậm rãi bước lên bậc thềm. Hoắc Hoài Tín đi trước dẫn đường, Yến Chỉ và mấy người nhạc quỳnh đi theo sau, ngay cả Phục Linh cũng đã bước nhanh vào trong. Ngay lập tức, ở cửa nghĩa trang chỉ còn lại mỗi một mình Hoắc Ninh mặt cắt không còn giọt máu. Phi Tuyền và Nam Phong cũng cực kỳ kinh ngạc, bọn hắn là gã sai vặt bên cạnh Hoắc Ninh nên cũng là kẻ biết rõ nhất có chuyện gì giữa Tần Hoan và Hoắc Ninh. Phi Tuyền thở sâu, "Trời ạ, à sao có thể là cửu tiểu thư, trước đây rõ ràng nàng ta. Nhìn thái độ của lão gia và hầu gia đối với nàng đi, còn có dệ thân vương thế tử điện hạ, đây đích thực là. Nam Phong kinh ngạc đến mức cầm sắp rơi xuống đất, giọng nói vừa ngơ ngác vừa run rẩy. Cửu tiểu thư thay đổi cũng lớn thật. Gió sớm đầu thu đã thấm lạnh, cho đến khi có một cơn gió lạnh tạt đến thì Hoắc Ninh mới dần khôi phục lại từ trạng thái hóa đá. Hắn quay đầu lại trợn mắt giữa tợn nhìn Phi Tuyền và Nam Phong. Hắn nghiến răng rồi xoay người, siết chặt nắm đấm chạy nhanh vào bên trong nghĩa trang. Dáng vẻ này của hắn giống như đi đánh người, nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết mình có bao nhiêu không cam lòng. Hắn vẫn không tin, hắn muốn nhìn tận mắt xem xem Tần Hoan này cuối cùng có bản lĩnh gì. Lúc sáng sớm bên trong nghĩa trang ánh sáng lờ mờ u ám, khoan thúc phụ trách trông coi nghĩa trang có sắc mặt gầy gò cùng giọng nói hơi khàn mặc trên mình bộ áo vải sợi gai thô giáp màu đen. Khoan thúc hiện tại đang đứng cầm đèn chờ ở cửa linh đường. Ông nhìn thấy mấy người hoác hoài tín đi vây quanh một vị tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp thì cũng không có biểu cảm gì. Trong mắt ông chỉ hơi ngạc nhiên, đánh giá tần hoan dây lát rồi cung kính đẩy cửa linh đường ra. Cửa vừa mở ra, ý lạnh và mùi sắc thối tràn ra đập thẳng vào mặt mọi người. Chỉ trong chớp mắt tần hoan đã nổi ra gà đầy người. Từ Hà ở phía sau nhanh chân bước vào bên trong. Cầu tiểu thư chờ chút, tiểu nhân đi khử thối. Lần trước Từ Hà được chứng kiến Tần Hoan nghiệm thi nên hắn đã chuẩn bị rất nhiều thuốc khử thối từ cây thương chuột. Hắn mở dương lấy đồ bận rộn một lúc, bên này Tần Hoan lại thản nhiên như không. Nhạc Thanh ở phía sau cũng cực kỳ hứng thú đi theo, đi đến cửa chợt ngừng chân lại, nhưng nhìn bóng dáng ung dung của Tần Hoan hắn liền quyết tâm đi theo vào trong. Nhạc Quỳnh và Yến Trì lần lượt tiến vào, hai người đã từng tắm máu xa trường cho nên trên mặt không có biến hóa gì cả. Phục Linh đứng ở sau cùng, nhìn xuyên qua khe hở giữa đám người cũng thoáng thấy được cảnh tượng bên trong linh đường, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngay lập tức trắng bệch. Bên trong linh đường đặt một cái bàn dài, bên trên bàn có một hình người không đầu, mà bốn phía gian phòng ngoại trừ chậu nước đá thì còn có cờ dẫn hồn màu trắng và giấy tiền vàng ngũ sắc cộng thêm trong không khí tràn ngập mùi tiền giấy và khói hương đây hiển nhiên là một cái linh đường quỷ quái đáng sợ càng đáng sợ hơn nữa chính là người chết đang nằm trên giường kia đang mặc một bộ giá y đỏ tươi như máu phục linh đứng chờ ở bên ngoài đi tần hoan không quay đầu lại nhưng cũng thừa biết là phục linh đang sợ hãi nàng nhẹ nhàng căn dặn một câu phục linh theo bản năng thở hắt ra lần trước nàng chưa được thấy tần hoan nghiệm thi bởi vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trường hợp này. Mặc dù Phục Linh đang cảm thấy mình may mắn, nhưng khi nàng nhìn thấy Tần Hoan không chút sợ hãi đi vào bên trong thì lại hơi do dự. Phục Linh đã quyết tâm học y cùng với tiểu thư nhà mình, chẳng lẽ sau này lúc đi trị bệnh cứu người lại sợ nhìn thấy máu, thấy người ta gãy chân đứt tay cũng sợ? Nghĩ như thế, Phục Linh liền cắn răng bước thẳng vào bên trong. Thế nhưng chỉ với khoảng cách một bước chân thôi Phục Linh đã thấy được tình cảnh khủng bố mà cả đời này nàng chưa được gặp. Nàng đứng ở rất gần, xinh xinh động động tiếp cận với thi thể không đầu của Tống Nhu. Giá y đỏ tươi lóa mắt, cả người Tống Nhu toát ra vẻ vừa quỷ quái vừa đáng sợ. Chiếc cổ bị cắt lìa của nàng có màu nâu đen hung dữ, đôi bàn tay dưới ống tay áo đã trăng xám và cương cứng, trên mờ u bàn tay cũng lờ mờ thấy được thi đốm lấm tấm màu tím đậm trên bàn dài màu nâu xung quanh thân thể tống nhu và dưới cổ có một bãi nước dịch thối không tả nổi phục linh cực kỳ sợ hãi tim gần như ngừng đập nàng gần như không dám nhúc nhích nhìn chằm chằm vào thi thể đột nhiên nàng phát hiện vết cắt trên cổ tống nhu có cái gì đó đang động đậy nàng nín thở cố gắng mở to mắt lên nhìn đoạn cắt trên cổ được che phủ bởi vết máu màu nâu đen chỗ đó hiện tại vẫn đang chảy dịch mà giữa đám thịt thối đáng sợ đó có cái gì đang ngoe nguẩy bỏ ra bên ngoài. Đôi mắt Phục Linh mở to hết cỡ, chỉ trong khoảnh khắc nàng đã nhìn thấy rất rõ ràng một con giòi trắng muốt rơi xuống từ cổ Tống Nhu. Nàng nhìn thêm lần nữa, trong nước dịch trên bàn có đầy giòi bò lúc nhúc. Phục Linh che miệng, quẻ, một cái rồi quay người chạy nhanh ra ngoài. Động tính của Phục Linh không nhỏ, nhưng trên mặt mọi người cũng không có bất ngờ gì bọn hắn đều là những đại nam nhân mà hiện tại cũng đã chịu không nổi chứ đừng nói đến tiểu nha đầu như phục linh có so sánh mới thấy tần hoan mặt không đổi sắc đích thực là cực kỳ lợi hại tần hoan thấy thế âm thầm thở dài nàng lấy một túi thơm từ trong tay áo ra nàng lấy ra mấy viên thuốc đưa cho nhạc thanh đưa cho mọi người ngậm vào nhạc thanh đã cảm thấy không ổn từ đầu chỉ là đang liều mạng chịu đựng thôi Hắn nghe thấy thế liền cười cười cầm đi. Lần trước thi thể của Lâm Đại Hưng dù sao cũng chỉ là vừa mới chết, Tống Nhu hiện tại lại cực kỳ không giống thế, đã qua 6 ngày rồi, nếu không để chậu nước đá ở đây thì có lẽ xác Tống Nhu còn thê thảm hơn nữa. Ngày lúc này Hoắc Ninh đi đến, hắn vừa mới gặp Phục Linh, vốn tưởng rằng Tần Hoan dù có lợi hại thì cũng sẽ thất thố như vậy, nhưng không ngờ được khi hắn vừa tiến vào đập vào mắt hắn người ung dung nhất ở đây ngoài yến trì ra thì còn có tần hoan yến liều cũng thôi thế nhưng tần hoan không những không sợ người chết mà thậm chí còn không cảm thấy ghê tởm sao hoác ninh nhìn đến mức thất hồn lạc phách ngay lúc này tần hoan lại nhàn nhạt, nhạt liếc qua hắn tưởng rằng nàng lại chuẩn bị châm biếm mình thế nhưng nàng chỉ lạnh nhạt nhìn một cái rồi quay đi coi hắn như vô hình thái độ này khiến cho hắn còn thấy khó chịu hơn là bị châm biếm Nhạc Thanh đứng bên cạnh cười mỉa mai. Hoác công tử có cần dùng thuốc của cửu cô nương không? Sắc mặt Hoác Ninh vừa lạnh lùng vừa căm phẫn. Ta không cần. Nhạc Thanh nhíu mày không thèm so đo với hắn. Hoác hoài tín bực bội hư một tiếng rồi cũng không để ý đến hắn nữa. Ở bên này Tần Hoan cũng tự mình ngậm một viên. Nàng vừa lấy bộ bao tay ngày đó Yến chỉ đưa cho nàng từ trong tay áo ra, vừa quan sát đánh giá thi thể. Hoác Hoài Tín nhìn thấy Tần Hoan đã chuẩn bị nghiệm thi nên vội vàng nói. Cửu cô nương, hiện tại không giống như Lâm Đại Hưng hôm đó. Tần Hoan trao mày. Không giống ở chỗ nào? Hoác Hoài Tín cười khổ. Thân phận Tống Tiểu Thư không giống người thường, người quốc công phủ còn chưa đến. Ngày trước ngụy Công Tử có căn dặn là không được mổ nghiệm làm tổn hại đến thi thể người chết. Chính vì vậy nên mới không thể tìm ra được manh mối xác thực nào. Tần Hoan đã đeo xong bao tay, hiện tại nàng không cần mượn dụng cụ của Từ Hà mà trực tiếp lấy Hàn Nguyệt trong tay áo ra. Nàng chậm rãi tiến lên, tỉ mỉ quan sát xác chết không đầu trước mặt chỉ như nhìn vào một món đồ chơi. Không mổ nghiệm thực sự hơi trở ngại. Hoác hoài tín nghe thấy thế cũng đau khổ gật đầu. Đúng là như vậy, có điều. Tần Hoan vừa nói vừa sờ soạn lên cổ Tống Nhu. Có điều cũng không phải không tìm thấy manh mối gì lời này khiến cho đáy mắt hoác hoài tín sáng lên tần hoan lại nhìn lướt qua giấy bút nghiệm trạng để bên cạnh nàng vốn định bảo từ hà giúp nàng ghi lại nhưng không ngờ là nàng mới chỉ liếc mắt nhìn qua thôi đã có một bàn tay to với khớp xương rõ ràng cầm bút lên nàng ngước nhìn lên liền bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo như đêm đông của yến trì yến trì kiên định nhìn nàng người nói ta ghi lại bốn mắt nhìn nhau chỉ hai cây chớp mắt sau đó tần hoan thu hồi tầm mắt sắc mặt nàng nghiêm túc, chuyên chú, một lát sau mới bình thản lên tiếng. Nạn nhân giới tính nữ, chiều cao khoảng 5 thước 2 tấc. Nàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Vì không có đầu, tạm thời không có cách nào xác định được thân phận. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 64, manh mối mấu chốt. Nạn nhân giới tính nữ, chiều cao khoảng 5 thước 2 tấc. Vì không có đầu, tạm thời không có cách nào xác định được thân phận. Không khí trong linh đường lập tức thay đổi, Hoắc Hoài Tín nhịn không được nói. Lời này của cửu cô nương có ý gì? Mặc dù không tìm được đầu thế nhưng người này mặc giá y suốt dọc đường đưa dâu mà đến đây, chắc chắn là tống nhu rồi. Chi phủ đại nhân lại tự cho là đúng rồi. Tần Hoan bình tĩnh phản bác một câu, sau đó tiếp tục cúi người xuống xem xét. Hoắc Hoài Tín vốn định nói thêm nữa, nhưng đột nhiên lại bị khí thế nghiêm túc chuyên tâm trên người Tần Hoan tàn mát ra làm cho ông chấn động ông đã sống qua nửa đời người rồi giờ phút này đứng trước mặt Tần Hoan tự nhiên lại cảm thấy hơi rụt rè trong linh đường yên tĩnh trở lại ánh mắt Tần Hoan cực kỳ chuyên chú nàng đào qua từng tấc từng tấc vải trên bộ giá y bao bọc thi thể không thể mổ thi hiện tại chỉ có thể khám nghiệm bên ngoài nếu như ai cảm thấy không ổn thì cứ lui ra ngoài đi giọng nói tần hoan cực kỳ bình tĩnh thản nhiên khiến cho người nghe xong đều cảm thấy trong giọng nói của nàng cũng mang theo vẻ lạnh lùng sắc bén của hàn nguyệt nàng nói xong nhưng không có ai nhúc nhích hoác hoài tín nhìn chằm chằm hoác ninh hoác ninh lại ngẩng cao đầu đứng ngoan cố ở bên cạnh cửa không hề có ý định đi ra ngoài hoác hoài tín đành thở dài mặc kệ ông thu hồi ánh mắt lại quan sát tần hoan nghiệm thi Tần Hoan chưa cởi y phục trên thi thể ra mà chỉ quan sát tỉ mỉ bên ngoài. Từ ngỗ tác đã động đến y phục của nạn nhân chưa? Từ Hà tiến lên phía trước. Động rồi, chẳng qua, chẳng qua chi phủ đại nhân căn dặn không được làm tổn hại đến thi thể Tống tiểu thư nên tại hạ cũng chưa cởi ra hoàn toàn, chỉ xem xét trên bả vai và trên đùi Tống tiểu thư có vết thương hay không thôi, sau đó sửa sang ổn thỏa lại theo như lúc đầu. Hắn hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Ngay hôm đầu tiên thi thể được mang đến đây thì tại hạ cũng đã kiểm tra qua, không có vết thương rõ ràng nào cả. Tần Hoan chưa được nghe đến kết quả nghiệm thi của Từ Hà, nàng chỉ khẽ gật đầu rồi sau đó chuyên chú nói: "Giá y của nạn nhân hoàn toàn nguyên vẹn chỉnh chu, ngoại trừ chỗ cổ áo có vết máu thì không còn chỗ nào khác dính máu." Nàng vừa nói thì Yến Trì bên cạnh cũng ghi lại toàn bộ. Đột nhiên Tần Hoan nhìn Hoắc Hoài Tín: "Kiều hoa của Tống tiểu thư có kiểm tra qua chưa?" Hoác Hoài Tín vội vàng gật đầu. Đã kiểm tra rồi, kiệu hoa chính là kiệu báo tám người khiêng, cũng không có cơ quan nào, cho dù là thảm lót sàn hay vải màn ở bốn phía cửa sổ đều không có vết máu nào cả, rất kỳ quái. Tần Hoan trao mày, vẻ mặt cũng trầm trọng, nàng quan sát vết cắt trên cổ, sau đó bàn tay không hề do dự sờ thẳng vào. Nàng cẩn thận tỉ mỉ dọn sạch đống dòi bỏ, một lát sau nàng bắt đầu cởi y phục thi thể ra. Mặc dù là nữ thi nhưng đã trải qua 6 ngày, có 7 chậu nước đá thì thi thể cũng đã bắt đầu thối giữa căng phồng lên. Cho đến khi nàng cởi hoàn toàn giá y ra thì mùi thối bốc ra càng thêm nồng đậm, thân thể nữ tử 16 tuổi đã biến thành một cái xác thối giữa sưng tấy, toàn thân lốm đốm những mảng màu xanh tím, thực sự không dám nhìn thẳng. Thi thể đã không còn cương cứng, thì ban xuất hiện trải rộng trên toàn thân, thì ban màu tím đen ấn xuống cũng không đổi màu thi thể đã bắt đầu thối rữa, bụng dưới căng trướng rõ ràng, vùng kín và mông đùi trên da đã có đốm xanh thối rữa, khắp thân thể trên da không có miệng vết thương rõ ràng nào, duy nhất chỉ có vết thương chí mạng trên cổ. Tần Hoan nói xong lấy hàn nguyệt ra gầy gầy vào chỗ vết máu khô trên cổ thi thể. Miệng vết thương trên cổ bằng phẳng, xương chỗ đứt cũng ngay ngắn, chắc hẳn là một đao chí mạng. Miệng vết thương đã bắt đầu mục nát thối rữa. Mặc dù đeo bao tay nhưng dù sao thì nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương có dung mạo xinh đẹp, vậy mà nàng vẫn bình tĩnh gầy đám dòi bọ lẫn với thịt thối ra ngoài. Nàng cực kỳ chấn định, đôi mắt trong vắt như nước suối trở nên sâu thẳm, dưới ánh đèn nhem nhóm trong phòng, cả người nàng như được bao phủ bởi vầng sáng trang trọng mà thiêng liêng. Thời gian tử vong khoảng 6 ngày trước, trong phòng để trậu nước đá, tốc độ thối giữa của thi thể đã chậm lại, không thể mổ nghiệm nên không có cách nào có phán định chính xác. Tần Hoan nói từng chữ từng chữ, giọng nói không hề mang theo chút cảm xúc nào đột nhiên trở nên đáng sợ hơn khi vang lên trong căn phòng quỷ dị chật hẹp này. Hoác Ninh đứng ở bên cạnh, vừa xem Tần Hoan nghiệm thi vừa cảm thấy khoảng cách giữa nàng và bản thân mình càng ngày càng xa vời. Sự thật bày ra ngay trước mắt, hắn biết hắn nghi ngờ sai người, cũng khinh bỉ sai người rồi, trong lòng hắn vừa căm hận vừa đắng chát vừa nhục nhã vừa thất vọng xấu hổ, đủ loại cảm xúc quanh quanh quần quần khiến hắn cứ đứng đấy ngây ngốc mà nhìn tần hoan. Cổ nạn nhân không có vết thương rõ ràng nào, bởi vì không thấy đầu nên có lẽ có vết thương chí mạng khác cần phải nghiên cứu thêm. Có điều có thể kết luận sơ bộ là nạn nhân dưới tình huống còn sống sờ sờ bị người ta chém đứt đầu. Lời này khiến cho ai cũng dùng mình, tần hoan chỉ vào đống thịt thối không chịu nổi chỗ vết cắt trên cổ. Màu sắc vết máu cực đậm, mà da xung quanh miệng vết cắt co rút đến cực điểm, hơn nữa vết máu đông vào đến tận khu vực giữa xương sống cổ và khí quản. Nếu như sau khi chết mới chặt bỏ đầu, máu đông chắc chắn sẽ không thể thâm nhập vào sâu như vậy. Tần Hoan nói rõ ràng mạch lạc, thế nhưng trong mắt đám người hoác hoài tín thì vết cắt trên cổ đã mục nát bét rồi, căn bản chẳng nhìn thấy được cái gì. Tần Hoan vừa nói xong đột nhiên lại cao giọng phân phó. Mang đèn qua đây nhạc thanh vội vàng mang mọn đèn trong góc phòng lại gần hắn càng đến gần thì thi thể càng khiến cho người ta buồn nôn chính vì thế khi hắn nhìn tần hoan thì đáy mắt hắn lại càng thêm phần cảm phục cửu cô nương làm sao vậy hoác hoài tín hỏi nàng tần hoan không trả lời ngay mà nói tiếc nạn nhân bị chặt đầu khi đang còn sống huyết dịch nhất định sẽ bắn tung tóe ra bên ngoài thế nhưng trên giá y của nạn nhân chỉ có một chút vết máu nhạt ở cổ Đủ để chứng minh lúc bị giết vẫn chưa mặc giá y. Hoác hoài tín lắp bắp. Nhưng, nhưng lúc phát hiện ra nàng vẫn đang mặc giá y, chẳng lẽ... Là nạn nhân đã chết từ sớm, sau đó bị người ta mặc giá y lên rồi đặt vào bên trong kiểu. Tần Hoan gật đầu. Kiểu hoa không phải là nơi nạn nhân bị giết. Hoác hoài tín gấp gáp hỏi. Vậy thì nàng ta bị giết ở chỗ nào? Lần này Tần Hoan không trả lời. Nàng đột nhiên lại mò mẫm lần nữa chỗ miệng vết cắt giống như đang tìm tòi cái gì một lát sau nàng lại thay đổi vị trí nàng đi đến bên kia của bàn dài ánh mắt nàng rơi vào trên vùng kín của thi thể con người sau khi chết chỗ dễ thôi giữa nhất đầu tiên là miệng vết thương sau đó đến mũi miệng và vùng kín nạn nhân không có đầu nên tần hoan chỉ có thể quan sát đến vùng kín lần trước mọi người đã chứng kiến tần hoan kiểm tra nam căn của nam thi nên bây giờ cũng không ai còn ngạc nhiên nữa Tần Hoan khom người, kiểm tra một vòng chỗ bụng dưới đang sưng phồng của thi thể. Đột nhiên món tay nàng cầm được một cái gì đó rồi giơ lên. Từ Ngỗ Tác có nhận ra vật này không? Từ Hà hơi do dự, hắn bước lên phía trước liền nhìn thấy một con kiến nhỏ trên món tay Tần Hoan. Sắc mặt Từ Hà chấn động. Đây là kiến răng trắng. Tần Hoan gật đầu, kiến răng trắng có ở phía Nam Đại Chu, sống nhờ vào gỗ mục, thường làm tổ trên cây bạch dương. Vừa rồi ta phát hiện miệng vết thương có dấu hiệu bị rỉa giói, chỉ không ngờ được lại chính là do kiến răng trắng. Hoác hoài tín vẫn thất thần, tần hoan lại nhìn ông rồi nói. Chi phủ đại nhân, như vậy liền rõ ràng rồi. Hoác hoài tín hoàn hồn, vẫn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận. Rõ, rõ ràng như thế nào? Hung thủ một đao chặt đứt đầu nạn nhân, xuống tay rất hung bạo dứt khoát, có thể kết luận đây là nam tử đã tập võ đương nhiên gây án xong thì phải che giấu tai mắt người khác vào ngày xảy ra sự việc nạn nhân được mang vào thành cầm trâu từ trên kiệu hoa nên không có khả năng hung thủ xuống tay trong lúc đưa dâu dọc theo đường đi hắn cũng không có cơ hội gây án cơ hội duy nhất chính là ở chỗ nghỉ chân từ đêm hôm trước cho đến giờ ngọ ngày hôm sau kiến răng trắng sống theo bầy đàn cũng chỉ xuất hiện ở xung quanh cây bạch dương mà ở phía nam rất ít khi nhìn thấy cây bạch dương cho dù thấy thì cũng chỉ là những khoảng rừng rất nhỏ cho nên chi phủ đại nhân đến tìm ở khu vực lân cận chỗ đoàn đưa dâu rừng chân xem có rừng bạch dương nào không thì có thể sẽ tìm thấy hiện trường gây án. Đầu của nạn nhân cũng cực kỳ có khả năng bị vứt lại ở chỗ đó. Ánh mắt Hoắc Hoài Tín sáng trưng, gần như muốn lên đường ngay lập tức. "Cửu cô nương quả nhiên cao minh, ta đi phái người điều tra luôn." Vụ án này đã mấy ngày liên tiếp không có tiến triển gì, Hoắc Hoài Tín mới nghe được những lời này liền xác định được phương hướng rõ ràng ngay lập tức lòng tin tăng lên, ông chắp tay với Tần Hoan rồi sau đó ra cửa phân phó người làm. Tần Hoan thấy ông đi rồi lại nhíu mày, nàng quay lại nói với Từ Hà. Từ ngỗ tác, lấy giấm trắng ra đây. Từ Hà vừa mang giấm đến vừa nói. Cửu cô nương vẫn cần nghiệm nữa sao? Tần Hoan lắc đầu. Không thể mổ thi nên chỉ có thể quan sát thi biểu đến tận cùng. Nói xong nàng bôi giấm trắng lên toàn bộ thi thể, vừa bôi vừa nói. Bên ngoài thi thể đã bắt đầu thối rữa, cũng chưa chắc đã phát hiện ra cái gì, nếu cảm thấy ở trong này khó chịu thì cứ ra ngoài hít thở không khí đi. Bên trong tất cả đều im lặng, tần hoan bôi giấm trắng xong rồi lặng lặng chờ đợi. Nhạc Quỳnh đi ra mở cửa sổ ra, mở xong quả nhiên bên trong thông thoáng hơn rất nhiều. Nhạc Thanh nhịn không được nên cũng đi ra đứng cạnh cửa sổ. Tần Hoan không nhúc nhích, ánh mắt vẫn tập trung nhìn lên thi thể, đột nhiên nàng nhớn mày đi ra nhìn về phía bả vai nạn nhân. Yến chỉ nhìn chăm chú nhất cử nhất động của tần hoan, thấy thế hắn cũng đi theo. Thì bàn lan rộng khắp trên thi thể, thậm chí bả vai cũng bởi vì dịch thối chảy ra từ miệng vết thương nên cũng đã có đống xanh thối giữa. Tần hoan nhìn chằm chằm vào những mảng xanh tím đan xen nhau trên đầu vai trái nạn nhân. Chỉ chớp mắt sau tần hoan cầm hàn nguyệt cẩn thận lột lớp da mục nát ra nàng vừa lột xong thì máu thịt màu đỏ tươi bên trong lập tức lộ ra yến chỉ không hiểu nghiệm thi thế nhưng ngay cả hắn cũng nhìn ra được bên trong dấu vết đỏ tươi kia có mấy chấm đen nho nhỏ yến chỉ nhịn không được hỏi đây là cái gì sắc mặt của tần hoan có vẻ như ngoài ý muốn nhưng rất nhanh sau đó nàng không còn ngạc nhiên nữa mà đã bình tĩnh chấn định trở lại nàng nheo mắt giọng nói rất nhỏ chỉ để cho một mình yến chỉ nghe thấy đây là dấu răng. Chương 65, bảo hộ nàng ấy hai. Hoắc Hoài Tín bị mấy tin tức ngoài ý muốn kéo đến liên tục khiến cho ông tràn đầy kinh ngạc. Tần Hoan lại nói tiếp, đêm hôm đó, ta phát hiện một chấm bẩn trên cổ tay áo giá y. Lúc đó Tần Hoan chỉ cho rằng vết bẩn đó là rêu ở trên tường vây, thế nhưng sau này Tần Hoan mới biết được giá y của Tống tiểu thư là dùng tiêu hồng sa ở kinh thành Mai Thành. Loại lụa này cực kỳ quý giá còn có một đặc tính chính là vết bẩn bình thường dính vào cũng trượt đi không để lại dấu vết gì, chỉ trừ có mực viết, dính mực là sẽ không giặt ra được. Hoác hoài tín nghe thấy thế mí mắt liền co giật, tần hoan lại nói. Cho nên, chấm bẩn dính trên giá y kia chính là vết mực. Trong đầu hoác hoài tín bỗng nhiên hiện lên một cảnh tượng, vẻ mặt cũng đột nhiên thay đổi. Tần hoan thấy thế cũng không hỏi nhiều, chỉ nói. Tần hoan chỉ nói phát hiện của bản thân cho đại nhân biết, còn chân tướng thế nào phải dựa vào đại nhân đi điều tra rồi. Tần Hoan nói xong nhún người hành lẽ, lúc này mới đi đến chỗ xe ngựa. Yến chỉ đi nhanh từ trên bậc thềm xuống, nhìn Tần Hoan là biết nàng đi đến chỗ hoắc hoài tín làm gì. Chuyện giấu răng kia ngoại trừ hoắc hoài tín thì chỉ có mình hắn biết được. Mặc dù chỉ là một chuyện rất nhỏ bé thế nhưng cũng khiến cho trong lòng Yến chỉ có chút cảm giác vui sướng. Tần Hoan nói chuyện riêng với Hoắc Hoài Tín không chỉ Yến Chỉ nhìn thấy mà Hoắc Ninh cũng thấy. Vẻ mặt hắn lại tiếp tục mơ hồ ngơ ngác, cả người đứng đờ đẫn trước cửa nghĩa trang như vừa mất đi hồn phách. Đợi đến khi Tần Hoan đi khỏi rồi hắn mới ngay lập tức đi về phía Hoắc Hoài Tín. Phụ thân, nàng ta vừa nói gì? Hoắc Hoài Tín rõ ràng nghe được lời Hoắc Ninh nói nhưng lại vờ như không nghe. Ông chỉ cười cười vẫy tay về phía một chiếc xe ngựa đã bắt đầu lăn bánh. Tạm biệt hầu gia có tin tức gì sẽ báo cho người biết ngay. Đa tạ cửu cô nương. Mắt thấy xe ngựa đã đi xa được hơn 10 trượng, ý cười trên mặt hoác hoài tín mới tiên tán. Ông xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hoác ninh. Tên nghịch tử này, hôm nay ngươi định giờ cho gì? Nhìn thấy cửu cô nương sao lại vô lễ như vậy? Lại còn thất thố trước mặt hầu gia và chỉ điện hạ, ngươi đúng là. Phụ thân, con chỉ muốn biết vừa rồi nàng nói gì với người. Hoác Hoài tín tức giận thở gấp. Từ giờ trở đi, không cho phép ngươi nhúng tay vào vụ án này, ngươi không sợ mất mặt nhưng ta sợ. Ta vốn nghe thấy mấy lời đồn bên ngoài nói cửu cô nương yêu thích ngươi, thế nhưng hôm nay ta hiểu rõ rồi, bộ dạng này của ngươi chẳng có chỗ nào so sánh được với nhị công tử hầu phủ, càng đừng nói là trì điện hà. Uổng công ta lại còn muốn mẫu thân ngươi qua lại với tần phủ. Trong lòng Hoắc Ninh vốn đã tràn ngập tủi nhục rồi, không ngờ được bỗng nhiên phụ thân nhà mình lại mắng nhiếc khó nghe như vậy bảo sao trước đây ông luôn hỏi hắn chuyện của tần phủ hóa ra là có tính toán này sắc mặt hoác ninh đỏ ửng phụ thân muốn làm gì chẳng lẽ định kết thân với tần phủ hay sao hoác hoài tín thấy như từ nhà mình như đang lên cơn động kinh càng lúc càng tức giận đúng là nước đổ lá khoai thì sao ta định kết thân thì sao chứ tướng mạo và tính tình cửu cô nương như vậy dư sức gả cho ngươi. Vụ án này chúng ta đều phải trông cậy vào sự giúp đỡ của cửu cô nương, ngươi tự nhìn lại mình đi. Đứng trước mặt cửu cô nương mà ngươi còn không biết thân biết phận. Hoác Ninh vốn định thể hiện cho Tần Hoan thấy rằng hắn không vô dụng, thế nhưng hôm nay khi hắn biết Tần Hoan là vị cao nhân kia. Hắn mới hiểu được rằng cho dù hắn phá được vụ án này thì chưa chắc Tần Hoan đã xem trọng hắn. Không chỉ thế, lời nói cay nghiệt của Hoắc Hoài Tín ban nãy càng giống như lột sạch tôn nghiêm của hắn dẫm dưới đất. Hoắc Ninh tức đến khó thở, phản đối đến cùng. Ai thèm cưới nàng ta, là nữ nhân mà lại biết thuật mổ thi nghiệm xác, chẳng biết học được từ cái đám đầu đường xó chợ nào, có nửa điểm tác phong của tiểu thư khuê các nữ không? Đừng nói nhà mình đi xin cưới, ngay cả nàng ta quỳ xuống van xin con thì con cũng không thèm nhìn bằng nửa con mắt đâu. Không cho con nhúng tay vào sao, càng mừng, tha hồ rảnh rang. Hoác Ninh gào xong rồi đi luôn, Phi Tuyền và Nam Phong đứng bên cạnh nãy giờ không dám thở mạnh cũng vội vàng chuồn đi theo. Hoác Hoài Tín đứng ngây người tại chỗ nhìn bóng lưng Hoác Ninh, ông tức đến mức cảm giác trước mắt toàn màu đen. Cái thứ, cái thứ nghiệp chướng này. Phục Linh bôi hương cao lên tay cho Tần Hoan, sau đó nhìn nàng kinh ngạc nói. Tiểu thư sao lại không sợ hãi tí nào thế? Nô tỳ chỉ nhìn một cái thôi đã thấy ghê tởm rồi nghĩ lại cảnh tượng bên trong linh đường kia đến giờ vẫn còn sờn gai ốc. Sao tiểu thư có thể? Phục Linh, em có biết thế nào là sống chết không? Phục Linh mở to mắt nhìn Tần Hoan, Tần Hoan chậm rãi nói tiếp. Trên đời chẳng có chuyện gì lớn bằng chuyện sống chết, một người đã trải qua cái chết rồi, chớ nói chuyện thần thần quỷ quỷ, ngay cả có người cầm đao đứng trước mặt ta thì có khi ta vẫn sẽ thản nhiên hơn so với người bình thường. Phục Linh có hơi không phục, mặc dù lúc ấy nô tỳ cũng. Lời còn chưa dứt, khuôn mặt Phục Linh đỏ hồng lên, tần hoan lại bị dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng này của Phục Linh làm cho bật cười. Em nghĩ lại mà xem, ngày đó em đã có dũng khí quyết tâm đi chết rồi, thì bây giờ còn có gì phải sợ nữa. Phục Linh nghiêng đầu, thật sự suy nghĩ đến lời nói của Tần Hoan, một lúc sau mới thở dài. Tiểu thư, ngay cả tiểu thư cũng vậy, tính tình của tiểu thư hiện tại cực kỳ khác với trước đây quả nhiên nô tỳ vẫn chỉ là kiếp đầy tớ trải qua chuyện xong cũng không hề được thông suốt giống như tiểu thư tần hoan lắc đầu bật cười phục linh lại hư nhẹ một tiếng không ngờ là hôm nay hoác công tử cũng có mặt ở đây ngày xưa hoác công tử khinh thường tiểu thư bao nhiêu thì giờ hắn khó chịu bấy nhiêu nô tỳ nhìn thấy hắn thực sự đã sợ ngây cả người hắn cũng không ngờ được tiểu thư nhà chúng ta xưa giờ luôn giấu tài Càng không ngờ được tiểu thư có thiên phú dị bẩm, khiến cho ngay cả phụ thân hắn cũng phải nhờ đến tiểu thư hỗ trợ. Nghĩ đến Hoắc Ninh thì trong lòng Tần Hoan vẫn bình thản như không, nhìn thần sắc hôm nay của Hoắc Ninh nàng cũng biết hắn chắc chắn cũng đang bị dày vò. Một khi đã như vậy thì chuyện hắn đối xử với Cửu tiểu thư trước đây cũng tạm thời xóa bỏ đi. Xe ngựa chạy chậm rãi, Tần Hoan ra khỏi nhà từ sáng sớm đợi đến khi xe ngựa dừng lại ở trước cửa hầu phủ thì cũng đã đến giờ ngọ rồi. Xe mới vừa dùng thì nhạc thanh đã nói. Nhanh đi nói cho lão phu nhân và phu nhân, cửu cô nương đến rồi. Tâm tình nhạc thanh cực kỳ tốt, thể hiện hết ra bên ngoài mặt, ngay cả đến nhạc quỳnh lúc xuống xe ngựa thì trên mặt cũng mang đầy ý cười. Yến chỉ xoay người nhảy xuống ngựa, nhìn thấy tần hoan đi từ trong xe ra thì hơi nhăn mày. Đoàn người cùng nhau vào phủ, đi thẳng đến tiểu viện của thái trưởng công chúa. Nhạc Quỳnh dẫn đầu đi trước, nhạc thanh theo sát phía sau tần hoan, vừa đi vừa nói. Hôm qua tổ mẫu đã tỉnh lại rồi, có điều lúc đó vẫn rất suy yếu, sáng nay lúc trời còn chưa sáng người đã tỉnh lại và còn có thể nói chuyện nữa. Thuốc cửu cô nương để lại thật sự rất lợi hại. Tần hoan khẽ cười. Tuy nói lần này thái trưởng công chúa là cực kỳ hung hiểm, thế nhưng cũng do chính lão nhân gia người ý chí kiên cường thì mới vượt qua được nếu không thì chỉ dùng thuốc thôi cũng không đủ. Nhạc thanh gật đầu, cười nói. Cửu cô nương không cần khiêm tốn, y thuật của ngươi ngay cả hoàng thần y cũng đã phải cam bái hạ phong. Cô nương không chỉ có y thuật hơn người mà còn có thể. Cửu cô nương thật sự khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Phục Linh đi theo sau tần hoan lén che miệng cười, thái độ nhiệt tình có dư này của nhị công tử hầu phù đối với tiểu thư nhà nàng quá rõ ràng rồi. Thanh Nhi, sắp đến rồi đừng có nói nhiều nữa đại khái nhạc quỳnh cũng nhận ra nhạc thanh thân thiện quá mức nên mới quát một câu nhạc thanh còn cười to hơn hắn bước nhanh đến cửa viện mẫu thân cửu cô nương đến rồi vừa dứt lời một bóng dáng chợt lóe lên ở cửa viện giang thị tươi cười đi như bay hoan nhi đã đến rồi giang thị vẫn như trước kia bà tiến lên kéo tay tần hoan lại không cho nàng hành lễ bà kéo Tần Hoan đi thẳng vào bên trong. Mẫu thân từ sớm đã nhắc đến con rồi. Nói xong bà lại nhìn nàng từ trên xuống dưới. Hôm nay lại mệt chết con rồi hả? Giang thị biết chuyện mời Tần Hoan đến nghiệm thi nên mới ân cần hỏi han. Tần Hoan vội vàng lắc đầu. Không mệt không mệt, đa tả phu nhân lo lắng, mọi chuyện đều rất nhẹ nhàng. Giang thị mỉm cười vỗ vỗ tay nàng rồi khẽ nói. Hôm nay trời còn chưa sáng mẫu thân đã tỉnh lại, tinh thần cực kỳ rốt, Người biết chuyện của Thanh Nhi đã giải quyết xong nên nhất định phải hỏi đến cùng, ta giấu không được nên đành phải nói thẳng. Con yên tâm, mẫu thân cũng là một người có tư tưởng rất tiến bộ, cho nên lát nữa nếu người có hỏi thì con cứ nói thẳng ra là được. Ngay bắt đầu từ lúc Tần Hoan ra mặt giúp nhạc Thanh kia nàng đã không hề muốn lừa gạt thái trưởng công chúa, nên hiện giờ nàng cũng không thấy ngoài ý muốn. Tần Hoan đi theo Giang Thị vào thẳng trong phòng trong, mới vừa vào cửa đã nhìn thấy thái trưởng công chúa đang ngồi trên giường tần hoan vội vàng tiến lên hành lễ bái kiến thái trưởng công chúa điện hạ đứng dậy đứng dậy mau đến đây thái trưởng công chúa vẫn mang dáng vẻ của người bệnh nhưng đương nhiên khác một trời một vực so với hôm đó tần hoan đến nàng tiến lên vài bước thái trưởng công chúa kéo tay nàng xuống ngồi ở bên cạnh bàn tay bà yếu ớt vô lực nhưng vẫn nắm chặt lấy tay tần hoan bà không nói chuyện ngay mà quan sát tần hoan từ trên xuống dưới sau đó mới gật đầu. Không tệ, không tệ, không hổ là người mà ta coi trọng. Ngừng lại một lát rồi thái trưởng công chúa lại khẽ nói. Hôm nay thế nào rồi? Tần Hoan thấy gương mặt thận trọng dè dặt tràn đầy nếp nhăn của thái trưởng công chúa thì không khỏi mỉm cười, nàng cũng khẽ trả lời. Hôm nay có thu hoạch nhỏ, có lẽ cũng giúp được cho chi phủ đại nhân, chờ sau này có tin tức rồi thì chi phủ đại nhân sẽ báo cho ngài biết. Nhìn dáng vẻ một già một trẻ thì thầm to nhỏ với nhau khiến cho Giang Thị và Lục Tụ ở bên cạnh cười rộ lên, Giang Thị tiến lên nói. Mẫu thân hiện tại không cần phải phí tâm vào những thứ này, Hoan Nhi đã đến rồi, tạm thời để nó bắt mạch cho người đi đã. Tần Hoan cũng cười nói. Thân thể của Thái trưởng công chúa là quan trọng nhất, để Tần Hoan xem mạch cho người. Thái trưởng công chúa ngồi thẳng người, sắc mặt hòa ái. Không sao đâu, bản thân ta cũng tự cảm thấy được. Ta uống thuốc của Hoan Nhi xong thấy tốt lắm, chỉ có vết thương thì hơi đau thôi. Giang thị khẽ mắng. Mẫu thân đã thấy đau rồi thì phải nằm xuống chứ. Thái trưởng công chúa thở ra. Nằm mãi cũng khó chịu, ngày đó ta đã nghĩ rằng cứ thế nằm luôn không dậy được nữa rồi, ai ngờ Hoan Nhi lại nhặt về cho ta được một cái mạng. Giọng nói thái trưởng công chúa đầy cảm thán, bà nhìn tần hoan với ánh mắt cực kỳ yêu thương tần hoan cười gượng chăm chú xem mạch cho thái trưởng công chúa một lúc sau nàng mới thu tay lại nói xin thái trưởng công chúa nằm xuống để tần hoan xem miệng vết thương của người ừ được được thấy thái trưởng công chúa vừa đồng ý với tần hoan vừa ngoan ngoãn nằm xuống giang thị càng hơn giận xem đi bọn ta nói cái gì mẫu thân cũng không chịu nghe trong khi Hoan Nhi chỉ cần nói đúng một câu thôi mẫu thân đã ngoan ngoan nghe lời rồi. Vì phải khám bệnh nên mấy người nhạc quỳnh không đi vào bên trong phòng. Tần Hoan cởi vạt áo thái trưởng công chúa ra, xem xét tỉ mỉ một hồi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Miệng vết thương ban đầu đã lành rồi, mạch tượng cũng vững vàng hẳn lên. Tần Hoan đổi phương thuốc khác cho thái trưởng công chúa dùng liên tục 7 ngày nữa, cho đến khi nào miệng vết thương bong vảy rồi thì mới đổi thuốc khác nói xong tần hoan lại cười hiện tại đúng là thái trưởng công chúa không nên ngồi lâu phu nhân lo lắng cũng đúng mà thái trưởng công chúa liếc mắt nhìn giang thị thấy chưa nó nói tốt cho người đấy thế thì ta đây đành đi nằm phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn